Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã đến với kênh Món Con Vợ Nấu. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì dùng chanh để làm nước uống giải nhiệt, tăng sức đề kháng cho cơ thể là rất thích hợp. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách pha trà chanh ngon về đơn giản cho những bạn nào muốn làm để bán về để uống tại nhà. Để làm trà chanh thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên là 300g đường. Tùy thích ngọt nhiều hay ít mà các bạn có thể gia giảm lượng đường cho vừa uống. Mình chuẩn bị 10 trái chanh nhỏ, 2 trái chanh lớn. Các bạn nhớ chọn chanh nhỏ có hạt cho nó thơm. Về ra 2 trái chanh lớn không hạt để trang trí vào ly trà. Để làm trà chanh thì không thể thiếu trà. Mình đã chuẩn bị trà koji. Về trà lài. Trà lài thì các bạn dùng loại nào cũng được. Làm cho gia đình uống thì các bạn nên dùng những hộp về gói trà nhỏ này, nó sẽ tiện hơn. Để trà chanh thơm ngon đậm đà hơn thì mình cần chuẩn bị thêm chanh muối về mật ong. Muốn nấu 1 lít trà thì các bạn cho 1 lít nước vào nồi, đậy nắp, bật lửa nấu cho nước sôi lên. Với 1 lít nước thì mình dùng 5g trà lài và 2 gói trà koji. Các bạn nhớ cho trà ít thôi, không nên cho nhiều quá, nó sẽ ép đi mùi thơm của chanh và dễ bị chát. Khi nước sôi thì mình tắt bếp, cho trà vào, đậy nắp và ủ trong 5 phút. Sau 5 phút, mình nhúng 2 gói trà vài lần rồi bỏ ra ngoài. Mình dùng rây lượt qua một cái son khác để loại bỏ bể trà. Các bạn để yên khoảng 1 phút, cho trà lắng hết cặn xuống ở dưới đáy son rồi mình lượt lại một lần nữa cho sạch. Lượt trà xong mình cho 300g đường vào, dùng muỗng khấy cho đường tan hết. Rồi cho vào thau nước lớn ngâm cho nhanh nguội. Khi nước trà còn ấm ấm, mình cho vào 2 muỗng cà phê mật ong. Nếu các bạn không có chanh muối thì mình cho thêm vào 1/3 muỗng cà phê muối. Dùng muỗng khuấy cho mật ong tan đều trong trà. Khi nước trà đã thật nguội, mình đổ vào một cái ke lớn, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, về dùng trong một ngày. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần chanh muối. Đầu tiên mình cho chanh muối vào ly, dùng muỗng nghiền nát ra. Nghiền chanh nát xong các bạn cho vào khoảng 50ml nước, trộn đều rồi lượt chanh muối qua rây. Nước chanh muối vừa lượt xong, các bạn cho vào một muỗng canh đường, khuấy đều cho đường tan ra, rồi cho vào một cái hũ để dành để làm trà chanh. Trung bình mỗi trái chanh muối mình làm được 50ml nước chanh muối, và sẽ phê được với 2 lít trà chanh. Bây giờ mình sẽ phê 1 ly trà chanh, mình rót 200ml nước. Trà ra một cái ke nhỏ có đo mức nước. Về cho vào 23ml nước chanh tươi. Cho thêm một muỗng cà phê nhỏ nước chanh muối. Mình cho đá đập nhỏ vào ly.
dùng muỗng khuấy đều chè, rồi cho vào ly đế. Nếu khi cho chè vào mà chưa đầy, thì các bạn hãy thêm đế vào. Cuối cùng mình trang trí vào ly chè 2 lát chanh cắt mỏng. Rất nhanh gọn, mình đã có một ly chè chanh thơm ngon mát lạnh để uống giải khát rồi. Nếu các bạn muốn làm một lần nhiều ly để bán thì mình làm cách này cho nhanh. Để phe 600ml nước chè thì mình dùng 6 trái chanh. Mình dùng dao cắt một đường giữa những trái chanh, rồi vắt chanh bằng dụng cụ cầm tay cho nhanh. Nếu các bạn vắt chanh bằng tay thì cũng nhớ lượt que rây để loại bỏ hạt. Nước chanh thì làm tới đâu mình vắt tới đó, không nên vắt trước để sẵn. Nặn nước chanh xong rồi, mình chuẩn bị luôn 6 lát chanh cắt mỏng để trang trí vào ly chè. Nước chè, chanh muối và mật ong mình để chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ đi phe chè. Mình cho vào kê 600ml nước chè. Với 600ml nước chè, mình cho vào 70ml nước chanh. Tùy thích uống chua nhiều hay ít, mà các bạn gia giảm lượng nước chanh cho phù hợp. Bây giờ mình sẽ cho tiếp chanh muối vào. Mình dùng muỗng cà phê nhỏ này về cho vào bê muỗng. Cứ mỗi 200ml nước chè là mình cho một muỗng chanh muối. Có thêm chanh muối, chè chanh sẽ thơm ngon, đậm đà hơn rất nhiều. Nhưng các bạn đừng cho nhiều quá, chè sẽ bị mặn. Mình dùng muỗng khuấy đều kê chè chanh. Rồi sau đó cho đế đập nhỏ vào bê cái ly. Mỗi ly này có thể tích lệ 450ml nha các bạn. Mình chia đều chè chanh rê bê ly, mỗi ly là 220ml. Cuối cùng các bạn trang trí vào mỗi ly chè 2 lát chanh cắt mỏng. Mỗi ly các bạn trang trí từ 1 đến 2 lát thôi, đừng nhiều quá, chè dễ bị chát. Rất đơn giản và nhanh gọn, chúng ta đã phê được những ly chè chanh thật thơm ngon và mát lạnh để thưởng thức rồi. Mong rằng sau khi xem cái video này thì các bạn sẽ phê được những ly chè chanh ngon để bán về để uống giải khát tại nhà. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.